Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Zalo trên máy tính dành cho các bạn mới sử dụng. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn xóa các cái tin nhắn, hình ảnh hoặc là Zalo mà các bạn đã gửi trên Zalo nhé. Đó, tức là các bạn thu hồi lại. Trong trường hợp là các bạn gửi nhầm hoặc là các bạn không muốn gửi nữa mà các bạn lấy lại thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào kia ở trên cái phiên bản Zalo máy tính các bạn nhé. Đó, thì trong cái video trước ấy, thì mình đã chia sẻ các bạn về cách tải và cài đặt Zalo trên máy tính nhé. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình, bạn tham khảo thêm nhé. Rồi, thì trên máy của mình thì mình đã cài Zalo đây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở lên. Đó, thì đối với cái Zalo trên máy tính thì cũng giống như các video trước ấy, chia sẻ các bạn thì Zalo trên máy tính thì nó có ba cái giao diện của nó thì nó lớn hơn so với trên điện thoại. Bởi vì ở trên máy tính thì màn hình nó lớn đó, cho nên là các bạn mà đã sử dụng quen ở trên máy tính thì các bạn dùng Zalo trên máy tính rất là dễ, rất là dễ luôn đó, bởi vì là cái hình ảnh nó lớn này, chữ nó cũng lớn, bởi vậy mà các bạn cũng dễ thao tác. Và trong trường hợp các bạn gửi hình ảnh hoặc là gửi video, gửi tin nhắn mà các bạn gửi nhầm thì các bạn có thể là lấy lại một cách nhanh chóng nhé. Nhưng mà lưu ý các bạn là trong trường hợp các bạn lấy lại tin nhắn ấy, thì tức là các bạn thu hồi đó hoặc là các bạn xóa đó, thì chỉ ở trong vòng 24 giờ nhé, trong vòng 24 giờ, tức là trong vòng một ngày, đó, tức là một ngày và một đêm. Còn nếu như quá 24 giờ thì Zalo họ sẽ không cho chúng ta thu hồi nữa nhé. Rồi, thì ở đây mình sẽ làm demo cho các bạn xem một số cái trường hợp để các bạn thao tác ở trên máy tính nhé. Thì khi các bạn mở Zalo của mình lên ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn kích vào cái hình biểu tượng số 2 này, cái hình cuốn sổ này này. Thì trong cái hình biểu tượng cuốn sổ này thì các bạn là nhìn sang bên phải ấy, tức là cái cột ở giữa. Ở trên Zalo thì có ba cột các bạn nhé, cột bên trái là cái thanh công cụ này, cột ở giữa này là các cái mục để chúng ta chọn, và cột thứ ba là cái giao diện chính của Zalo là nằm ở bên phải này các bạn nhé, bên phải này. Rồi ở đây thì các vào là các bạn kích vào cái mục đầu tiên là danh sách kết bạn ấy, thì các bạn sẽ kéo cái thanh này xuống này để chúng ta tìm cái người bạn mà chúng ta những cái người mà chúng ta kết bạn thì Zalo ở trên máy tính nó sẽ hiện ở đây hết. Đó, các bạn kéo cái thanh trượt này lên xuống này. Đó, để các bạn tìm người bạn của mình nhé. Đó, để các bạn tương tác hoặc là các bạn nhắn tin. Rồi, cái mục thứ hai là danh sách nhóm. Thì đối với Zalo thì cái danh sách nhóm cũng rất là nhiều các bạn ạ. Thì chúng ta hay sử dụng danh sách nhóm phục vụ cho công việc hoặc là học tập. Thì đối với trường hợp mà sử dụng nhóm thì chúng ta cũng hay gửi tin nhắn này, gửi hình ảnh hoặc là gửi video, đúng không? Các bạn tích vào danh sách nhóm này. Đó, thì lúc này là ở phía bên này nó sẽ hiện danh sách nhóm cho các bạn. Phía bên phải này là cái giao diện chính của Zalo. Các bạn kéo cái thanh trượt bên này lên xuống này để chúng ta vào cái danh sách nhóm. Và bây giờ các bạn muốn vào cái danh sách nào thì các bạn tích vào cái nhóm đó. Ví dụ như các bạn muốn vào cái nhóm này thì các bạn tích chuột vào đây. Đó, để các bạn vào, các bạn tương tác ở trên nhóm Zalo nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào một cái vào danh sách kết bạn đấy. Mình sẽ vào một cái cá nhân người nào đó ở trên Zalo đi. Mình sẽ làm demo cho các bạn. Đây, ví dụ như mình vào cái mục chồng. Rồi, thì ở đây mình cái này thì video trước là mình đã làm demo cho các bạn rồi. Đó, thì những cái hình ảnh này chẳng hạn này, đây là cái hình ảnh mình lấy trên Zalo, cái hình ảnh mặc định của Zalo mà họ cung cấp cho mình để chúng ta thể hiện cái cảm xúc cũng như là cái tình cảm chẳng hạn. Đó, khi mà chúng ta tương tác với mọi người. Thì bây giờ ví dụ như các bạn muốn thu lại cái hình ảnh này đúng không? Thì các bạn đặt con trỏ chuột lên hình ảnh này. Con trỏ chuột lên hình ảnh này thì lúc này là nó sẽ hiện ra cái dấu ba chấm này các bạn này, cái dấu ba chấm ở đây nhé các bạn, kích chuột trái vào đây, kích chuột trái vào cái dấu ba chấm này ở đây. Đó, thì lúc này là nó sẽ có những cái lệnh ở đây, các bạn sẽ vào những cái lệnh này để các bạn thực hiện này. Ví dụ như đánh dấu tin nhắn thì cái này chúng ta ít khi dùng, lưu về máy. Trường hợp mà các bạn muốn lưu hình ảnh này về máy thì các bạn tích vào đây thì cái hình ảnh nó sẽ được lưu về máy này. Mình tích vào đây xem thử thế nào nhé. Đó, thì lúc này là Zalo nó sẽ mở ra một cửa sổ để chúng ta chọn cái đường dẫn để chúng ta lưu về máy. Đó, ví dụ như là ở đây là mình lưu về ổ đĩa D hay là ổ đĩa E chẳng hạn. Và chúng ta đặt cái tên file, thì chúng ta đặt tên file và chúng ta chọn Saver để chúng ta lưu về máy. Rồi, còn cái trường hợp mà chúng ta thu hồi, các bạn kéo con trỏ chuột xuống dưới này, đấy, thu hồi. Thu hồi tức là chúng ta sẽ lấy lại cái tin nhắn này. Chúng ta không không để cho cái người cho cái người bạn này họ biết được cái tin nhắn này nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ thu hồi lại, tức là chúng ta sẽ lấy lại nhá. Thì ở người ở bên kia họ sẽ không nhìn thấy được.
Đấy, không nhìn thấy được cái hình ảnh đó hoặc là cái tin nhắn đó, thì các bạn tích vào cái chữ thu hồi này đó. Nhưng mà ở đây Zalo báo rằng là bạn chỉ có thể thu hồi tin nhắn trong vòng 24 giờ, tức là trong vòng một ngày, còn quá cái thời hạn đó thì chúng ta không thu hồi được nữa. Rồi, trường hợp thứ hai là các bạn sẽ xóa ở ở phía tôi, xóa ở chỉ xóa xóa chỉ ở phía tôi, có nghĩa là chúng ta sẽ xóa cái hình ảnh này ở trên Zalo của chúng ta khi chúng ta mở lên, còn phía bên người bạn kia thì vẫn nhìn thấy được, thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục là xóa chỉ ở phía tôi, các bạn tích vào đây đó. Như vậy là bên mình thì nó mất nhé, bên mình thì nó mất nhưng mà phía bên kia thì vẫn đang còn. Rồi ở đây ví dụ như mình vào cái hình ảnh này chẳng hạn, các bạn này, đây cái hình ảnh này là mình đã gửi ngày hôm qua rồi, tức là quá 24 giờ rồi, thì bây giờ mình muốn xóa cái hình này. Muốn xóa cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ ở đây hình ảnh hoặc kích về đây các bạn này, đây đó, muốn xóa hình ảnh thì các bạn cũng tích tích chuột vào cái hình ảnh này nhé. Vâng, nó hiển cái dấu ba chấm ở đây, các bạn sẽ khi cửa sổ hiện lên thì các bạn chọn vào cái mục là thu hồi, các bạn tích vào đây đó. Thì đây Zalo cũng nói rằng là đã quá 24 giờ và không thể thu hồi được đó, thì tốt nhất là các bạn thu hồi sau một khoảng thời gian khoảng là 1 tiếng hoặc là 20 tiếng, 1 tiếng gì đó, thì các bạn trong khoảng thời gian 1 tiếng đổ lại thì các bạn thu hồi thì nó sẽ hay hơn nhé, các bạn sẽ thực hiện được đó. Ở đây là một cái thư mục các bạn này, thư mục này mình cũng gửi ngày hôm qua này, xem thử là có thu hồi được không nhé. Cái này là họ bảo rằng là không thu hồi được mà chỉ xóa xóa chỉ ở phía tôi, xóa chỉ ở phía tôi thì vẫn xóa được. Rồi, còn cái hình này thì mình mới mới gửi lúc nãy này, cái hình ảnh này thì mình mới gửi lúc nãy, và bây giờ mình muốn thu hồi cái hình này thì các bạn kích chuột trái lên đây, sau đấy là các bạn kích vào cái nút ba chấm này, các bạn chọn cái lệnh là thu hồi. Đó, cái này cái này thì mình gửi ngày hôm qua các bạn ạ, mình nhầm cái này, nhầm cái này nhá, cái này gửi hôm qua rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gửi một cái hình ảnh khác lên các bạn nhé, gửi một cái hình ảnh khác lên Zalo để mình thu hồi lại cho các bạn xem này, ở trong vòng 1 tiếng đầu tiên nhé. Ví dụ như ở đây là mình sẽ lấy một cái hình ảnh ở trên Zalo này, đây ví dụ như mình kích vào cái mục hình người đầu tiên này, mình sẽ lấy một cái hình avatar nào đó, ở đây ví dụ như mình lấy cái hình này chẳng hạn ha, hình này chẳng hạn đấy. Rồi, vừa gửi xong, khi các bạn vừa gửi xong mà các bạn thấy cái hình này nó không phù hợp hoặc là không hợp lý thì các bạn sẽ thu hồi lại, thì các bạn tích vào cái dấu ba, các bạn để con trỏ lên cái hình này và kích vào cái dấu ba chấm này, chúng ta sẽ chọn cái mục là thu hồi. Đấy, thì ngay lập tức là cái hình ảnh đó đã được thu hồi và cái người bên kia họ cũng không thể nhìn không nhìn thấy được bởi vì chúng ta đã lấy lại rồi. Đây cái file này các bạn này, đây có một cái file Word này, cũng chia sẻ các bạn luôn là cái file Word này là mình có gửi lên, đã gửi lên rồi, thì mình bấm vào đây xem thì được các bạn xem. Đó, cái này cũng không được các bạn nhé, quá thời gian rồi. Rồi ngoài ra thì ví dụ như cái hình ảnh này mà các bạn muốn tải về máy ấy, đó muốn tải về máy thì các bạn để mình xem thử là có gửi tải về máy được không. Một số cái hình thì các bạn tải về được, một số thì không có tải được. Ở đây thì các bạn có thể là gửi vào cái cloud của tôi, gửi vào cloud của tôi, đó là một cái mục để chúng ta lưu trữ tài liệu hình ảnh video hoặc là các cái nội dung khác, mà cái này là cái mục cloud này thì nó đồng bộ giữa điện thoại và máy tính các bạn nhé. Đó, thì thời gian tới thì nếu có thời gian là mình sẽ chia sẻ các bạn về cách sử dụng cloud ở trên cái ứng dụng Zalo sử dụng cho máy tính các bạn nhé. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về cách mà các bạn thu hồi tin nhắn ở trên Zalo, thì ở trong cái mục này thì cũng chia sẻ các bạn luôn là ví dụ như ở đây là các bạn muốn gửi tin nhắn cho người bạn ở trên Zalo ở trên máy tính ấy, thì các bạn gõ vào cái ô ở dưới này, ví dụ như là xin chào mọi người chẳng hạn các bạn nhé, xin chào mọi người đi, các bạn gõ vào đây đó, các bạn gõ, các bạn sử dụng bàn phím, các bạn gõ tiếng Việt, sau đó các bạn bấm Enter nhé, bấm cái nút Enter ở trên bàn phím hoặc là các bạn bấm cái chữ gửi đây này, các bạn nhìn vào cái góc bên phải để con trỏ chuột của mình đang ở đây này, các bạn bấm vào cái chữ gửi này thì chúng ta sẽ đưa cái tin nhắn lên đó, thì lúc này là Zalo nó báo là xin chào mọi người này đó. Thì bây giờ các bạn vừa gửi xong nhưng mà một lát nữa các bạn lại không muốn thu lại cái tin nhắn này, thì các bạn lại kích vào cái dấu ba chấm này và các bạn chọn thu hồi đó, thì ngay lập tức là tin nhắn của chúng ta nó sẽ được thu lại.
Cách làm rất là đơn giản các bạn nhé, rất là đơn giản. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về cách mà các bạn thu hồi cái tin nhắn ở trên Zalo phiên bản dùng cho máy tính nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn được một số cái video về cách sử dụng Zalo trên máy tính. Thì hôm nay là thông qua video này thì mình chia sẻ các bạn cách các bạn truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm một số video. Sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này. Các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV. Đó, các bạn gõ không dấu nhá. Sau đây các bạn kích vào cái phần kênh loop bên phải này. Đấy. Ở đây là kênh của mình các bạn này. Khám phá cuộc sống TV. Tiếp theo là các bạn kích vào cái hình avatar. Rồi, thì sau khi truy cập vào cái kênh của mình thì các bạn kéo cái thanh trượt bên phải này xuống này để các bạn tìm thêm một số cái video mà các bạn quan tâm nhé. Đó, ở đây thì mình có trong mấy ngày trước ấy, thì mình đã có chia sẻ một số cái video về cách sử dụng Zalo ở trên máy tính dành cho các bạn là mới sử dụng lần đầu nhé. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này để các bạn tham khảo thêm. Rồi, bạn nào quan tâm về cách sử dụng máy tính ấy, thì các bạn có thể là kéo cái con chuột này xuống và các bạn tham khảo thêm một số video khác nữa. Rồi, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Zalo trên máy tính thành công nhé và thu hồi được tin nhắn. Đó. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.